cử nhân vẫn phải đứng đường xin việc. 199.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Đến thời điểm này, con số đã tăng lên thành 225.500 người. Khó khăn khi xin việc, thậm chí là thất nghiệp sau khi ra trường đã và đang là tình trạng mà nhiều sinh viên gặp phải. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam sáng nay đã tổ chức tuyển dụng gần 60 doanh nghiệp ở các vị trí công việc khác nhau trong chương trình kết nối doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự. Từ năm nhất, học viên đã được truyền thụ kiến thức kinh doanh thực tiễn từ 100% doanh nhân. Đây là mô hình còn khá mới ở Việt Nam. Trường doanh nhân CEO Việt Nam đã bắt đầu áp dụng mô hình này vào chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp tương lai và được kỳ vọng sẽ cho những kết quả rất tích cực. Với mô hình này, các sinh viên theo học tại trường sẽ được thiết lập lịch trình một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút tối để rèn luyện thói quen tốt, kỷ luật tốt, hành động tốt để hướng tới toàn diện 3 yếu tố thân, tâm, tuệ. Rèn thân kỷ luật, tâm yêu thương và tuệ khai phóng. Đây, chương trình này nó mới mà, làm sao có thể tin tưởng vào một chương trình như thế này? Ồ, liệu năm 2 có ra đi làm được không? Ban đầu em cũng từ cái sự hoài nghi từ gia đình, nên là em cũng hoài nghi về trường lắm. Ban đầu lên chỉ xem là có đúng là thực tế như vậy không? Có đúng là đào tạo như vậy không? Có đúng là có các thầy dạy như vậy không? Nhưng mà sau khi lên thì cũng chia sẻ thật sự với anh, đó là em bị phỏng vấn trượt một lần. Em trượt một lần. Đó là lần đầu tiên em lên, thì với cái sự hoài nghi đấy thì thực sự đó là cái tâm thế của em không thực sự sẵn sàng. Và người phỏng vấn em rất nhớ rất rõ, đó là thầy Trần Anh Tuấn với thầy Bùi Hồng Hải với thầy Vũ Văn Khoa. Ba thầy đã phỏng vấn em và cũng là ba người thầy rất là em kính trọng trong cuộc đời. Thì từ hôm phỏng vấn đấy thì các thầy bảo em tâm thế chưa sẵn sàng, đi về. Nếu thực sự sẵn sàng thì tuần sau lên thi lại. Thì lúc đấy thì em thực sự là em rất mỡ vỡ và bất ngờ luôn, rất bất ngờ. Và em về em quyết tâm, lần sau em trao đổi kỹ với bố mẹ em, trao đổi kỹ là con quyết tâm theo trường này. Và em lên em thi và em đã đỗ. Và em trở thành sinh viên thứ 56 vào thời điểm đấy của trường doanh nhân CEO Việt Nam. Và đó em nghĩ chính là bước ngoặt của cuộc đời em. Trong một cái môi trường khắc nghiệt ý, thì em nghĩ đối với em nó là một điều rất là tốt. Anh cứ hình dung nhé, đó là sau khi mà các bạn lên đại học, cái tốt nghiệp trung học phổ thông xong ấy, ở một bên thì lúc nào là cũng ở chơi bời thoải mái, khung giờ chẳng ai cấm cả, vì có ai quản lý đâu. Một bên thì rèn luyện nghiêm khắc và khắc nghiệt. Một năm rèn luyện từ 5 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Anh cứ hình dung một con người mà rèn luyện từ 5 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 tối trong suốt một năm thì họ kỷ luật như thế nào. Và chính cái kỷ luật đấy thì mới dẫn đến thành công. Cái này thì không phải là riêng em nói đâu, mà tất cả người thành công đều là những người kỷ luật. Và chính những cái kỷ luật bản thân đấy nó mới làm cho bọn em vượt qua những cái thử thách trông gai trong những cái công việc sau này. Mà với cái chia sẻ của anh, đó là năm 2 mà đi làm, em nghĩ đây là một cơ hội tốt chứ. Năm 2 đã được tiếp xúc đi làm tại doanh nghiệp, em nghĩ đây là một cơ hội mà các bạn khác biệt hoàn toàn so với các trường khác. Em cũng đi làm từ năm 19 tuổi, cũng được tiếp xúc với các doanh nhân, doanh nghiệp rất nhiều, cũng phải tiếp xúc với hàng nghìn doanh nhân trên toàn quốc rồi, đi theo thầy Ngô Minh Tuấn. Thì và đặc biệt là em cảm thấy em rất là tự tin trong việc đấy. Vậy thì chúng ta đâu có thể nói là 19 tuổi không thể đi làm tại doanh nghiệp được. Em thấy điều đấy là điều mà đó là cơ hội cho các bạn. Và em nghĩ là cái được là 100%, còn cái mất em nghĩ chẳng mất gì cả. Chúng ta được quá nhiều. Từ những bước chân đầu tiên chập chững vào trường doanh nhân, bố mẹ cũng chỉ bảo em đó là mày lựa chọn làm sao cho nó đúng, vì đấy là tương lai của mày, mày tự quyết định. Và em trân trọng điều đấy. Và từ cái lúc mà em nói cái câu đấy với bố mẹ em, nói là con sẽ chủ động, con quyết định tương lai của chính con, và con phải học ở trường doanh nhân, thì từ đó thì bố mẹ đã có cách nhìn khác về em. Vì ngày xưa em là một người trầm tính, khá là trầm tính, ở nhà thì không hay nói nhiều, mà suốt ngày chỉ giúp giúp ở nhà rồi, chơi bời cũng không hay chơi nhiều. Thực sự là như thế, là một người trầm tính. Nhưng mà sau khi cái cuộc hội thoại giữa em và gia đình, từ đó thì mọi người cảm thấy là em có thể là trưởng thành hơn rất nhiều. Và đến bây giờ thì thực sự em phải nói một điều, đó là bố mẹ em vẫn hay gọi lên, rất tự hào vì con, rất tự hào. Và em rất là trân trọng điều đấy. Và qua đó thì em cũng rất cảm ơn những người thầy đã giảng dạy cho em, đã dẫn dắt em. Và cảm ơn cái môi trường khắc nghiệt, cảm ơn cái môi trường đào tạo thực tiễn đã tạo cho em thành con người như ngày hôm nay.
Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722.